Tiếng nói chương trình cho phép bà Thanh gửi đến bài tân cổ Giọt máu chung tình của soạn giả Diễn Châu. Dạ vô đó đúng không? Mở nhạc lớn lên giùm em xíu. Chúng xa tung gió câu tiếng quân hò reo nơi vui đàn lạc tên có mấy ai đi trở về vì tô giáo xin gửi tặng tình
Cho phép Hòa Thanh gửi đến bài tân cổ được mang tên Bao giờ anh đau khổ hay tìm đến với em ạ. Ca sĩ nhạc dòng cổ 1-2 nhạc có 6 ạ. Bao giờ anh đau khổ hãy tìm đến với em, chút hương đời dịu ngọt qua trong mắt thơ riêng. Bao giờ anh đau khổ hãy tìm đến với em, bao giờ anh đau khổ hãy tìm đến với em. Nhớ anh chết liền em ơi, để buổi chia tay mình em nức nở dõi bóng người đi mà lệ nhớ đôi dòng. Anh như áng mây trôi theo cơn gió bền bồng, gió thổi về mà lối ấy anh đi hát theo niềm tâm sự, thầm trách anh mà vẫn thấy thương anh, bởi giữa đời thường còn biết bao cảm bay. Dạ vâng, cảm ơn những cảnh quan thân thương của các anh chị rất là nhiều ạ. Thank you.
dịu ngọt qua giọt mắt thơ riêng. Đó chỉ có mùa xuân mấy ngàn hoa rực rỡ, đó chỉ riêng mặt trời xua tan đi giông tố. Bao giờ anh đau khổ hai tìm đến với em, bao giờ anh đau khổ hai tìm đến với em. Nhớ nghe anh lời dặn dò em đó, đừng để đời em thêm lần nữa đau sầu. Trăng dẫn em đèn sông nước vẫn lung linh, đời vẫn đẹp cho bài ca còn. Vâng, chân thành cảm ơn cảnh quà tươi thắm của gia đình và anh chị rất là nhiều.